Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hello Cali Cuộc Sống Mỹ của mẹ con mình hôm nay mọi người ha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người khỏe không? Mọi người biết không, hôm nay gia đình mình đang ở công viên. Một cái công viên rất là rộng, rất là lớn của thành phố San Francisco. Mình nghe ông xã mình nói công viên này là lớn nhất nhì nước Mỹ gì đó. Nhưng mà mình cũng thấy vậy, công viên này rất là lớn, rất là rộng luôn. Ông xã mình chở mình đi hoài luôn mà công viên này vẫn chưa hết đó mọi người. Có rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều nơi mà mình cũng vẫn chưa khám phá ra hết đó. Thì hôm nay gia đình mình dẫn hai con mình tới đây cho hai con mình nó chơi. Thời tiết bây giờ bên mình là đang vào những ngày cuối thu, nhưng mà trời vẫn còn đẹp, cũng vẫn có nắng ấm nữa. Và sắp tới là công viên mình cũng sắp có lá vàng rơi rồi đó mọi người, vì sắp cuối thu rồi mà, và sau đó là sẽ vô mùa đông. Thì mùa đông ở chỗ mình ở không có tuyết rơi nhưng mà cũng lạnh, cũng rất là đẹp luôn. Thì nếu như tới mùa đông mình sẽ quay cảnh mùa đông cho mọi người xem ha mọi người ha. Thì cái video của ngày hôm nay mình không có làm đồ ăn hay là không có qua những cái nhà Halloween, nhưng mà video hôm nay là mình sẽ quay cảnh công viên đó cho mọi người xem để mọi người được thư giãn cuối tuần mọi người ha. Vậy thì mình mời tất cả mọi người cùng theo chân mẹ con mình cùng đi công viên chơi ngắm cảnh mọi người ha. Mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã xem video của mẹ con mình. Cảm ơn mọi người nhiều 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 lắm. Chúc mọi người coi video vui vẻ mọi người ha.